khi mà cuối cùng mình nhờ các bệnh viện cùng những cái mắt. Thank you.
vị cùng là thưởng thức một giọng ca của nữ ca sĩ với những bài hát mà chị thể hiện rất là đồng đà. Ca sĩ Ngọc Mỹ, một nữ gì hãy dành cho chị một trận.